môn thể thao đầu tiên bị khai tử ngay sau Olympic Paris 2024. Olympic Paris 2024 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 8 khi chứng kiến đoàn thể thao Mỹ vượt qua Trung Quốc, giành ngôi đầu bảng. Cuộc đua hấp dẫn giữa hai đoàn thể thao này khiến nhiều người mong chờ đón xem kỳ Olympic tiếp theo sẽ được diễn ra tại thành phố Los Angeles, Mỹ năm 2028. Đáng chú ý, tất cả các môn thể thao Olympic truyền thống đều được đưa vào lịch trình thi đấu, bao gồm thể dục dụng cụ, bơi lội và điền kinh. Tuy nhiên, sẽ có một môn thể thao không có mặt ở Los Angeles mặc dù nó chỉ mới lần đầu xuất hiện tại Olympic Paris vào mùa hè này, đó là breakdance, nhảy biểu diễn theo phong cách đường phố. Breakdance ra mắt tại Olympic Paris vào ngày 9 tháng 8 với hai nội dung cho nam và nữ. Nhật Bản đã giành huy chương vàng ở nội dung breakdance của nữ trong khi Canada giành chiến thắng ở nội dung của nam. Tuy nhiên, cuộc thi này đã vấp phải sự chỉ trích và chế giễu từ một số khán giả, đặc biệt là do màn trình diễn của vận động viên người Australia, Rakan Gun. Nữ vận động viên 36 tuổi đã có màn trình diễn gây tranh cãi với điệu nhảy kangaroo và phun nước, dẫn tới nhiều bình luận trái chiều trên mạng xã hội. Màn trình diễn của Rakan Gun thậm chí không nhận được điểm nào từ giám khảo vì sự phá cách không giống ai. Nữ vận động viên Australia bày tỏ sự thất vọng khi môn thể thao breakdance bị khai tử tại Thế vận hội 2028. Breakdance không chỉ là một môn thể thao, mà còn là cách thể hiện bản thân và nghệ thuật, cô nói.